trưởng ba bông thú đã dùng thò bỏ ông quay ông quay ra một nhà quay mà để ông quay ai đã tỏ ông quay này à đúng rồi một ông ô cái một tháng một ngày có mà bóng cứ mang mặt dây dây cùng dây dây cùng dây dây cùng dây Về cái thời điểm ra đời bài tròi thì người ta cho rằng nó gắn với cái thời kỳ Nam Tiến của dân tộc Việt trong thời kỳ khai hoang ở vùng Nam Trung Bộ, mà cụ thể là từ Quảng Nam vào đến vùng Bình Định. Ý kiến mà được quan tâm nhiều nhất là nhà âm nhạc dân tộc học mà người Pháp Bouvier, ông cho rằng là trong quá trình khai khẩn vùng Nam Trung Bộ thì người dân đã sáng tạo ra cái hình thức sinh hoạt này để kết nối cộng đồng và làm cho đời sống tinh thần nó phong phú hơn. Ở Huế thì nó được phát triển mạnh nhất vào thời Nguyễn cuối thế kỷ 19 và đặc biệt là đầu thế kỷ 20. Cái hình thức này mang một đặc điểm khác so với vùng Nam Trung Bộ, đó là cái tính chất dân gian của lễ hội. Nó chưa bị sân khấu hóa hay là quá trình phát triển của nó vẫn dừng lại là một hình thức sinh hoạt của lễ hội cộng đồng. Ngày nay, nhắc tới bài tròi ở Huế, ai cũng nghĩ đến vùng quê Thủy Thanh với chiếc cầu ngói thanh toàn đã ngót trên vài trăm năm tuổi. Bởi đây là địa phương còn lưu giữ khá nguyên bản trò chơi dân gian này. Tuy nhiên cách đây khoảng vài chục năm trở về trước, trò chơi bài chòi có mặt khắp các vùng nông thôn của Huế. Thì hội bài chòi này thì nó cũng có rất là lâu đời rồi và được bảo tồn cho đến ngày hôm nay. Người dân Thanh Toàn thì họ rất là thích. Đây là những cái trò chơi mà làm cho họ đôi lúc giải bớt những cái nỗi buồn, rồi họ đến đó rồi họ ngồi họ chơi, rồi họ nghe những cái câu hò, rồi họ cảm thấy thích thú, rồi họ vui lắm. Vào dịp đầu xuân năm nào cũng vậy, O Kiềm và một số thành viên của hội bài chòi ở Thủy Thanh đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội bài chòi sẽ diễn ra vào dịp Tết âm lịch. Phải chuẩn bị gần một chục bộ như thế này mới đủ để phục vụ cho bà con. Không chỉ ở Thủy Thanh mà còn nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh. Đây là những cái cơ, thường thì hội bài chòi là có 11 cơ, dành cho 11 chòi, 11 ngày tới. Khi nào mà anh Hiếu ho câu bài cuối cùng, mọi người đó tới thì ban tổ chức sẽ tạo một lá cơ và một phần quà. Và lá cơ này là để báo hiệu là người đó là đã tới, là người thắng cuộc trong cái bảng đó. Người nào mà đau sống mà có được một lá cơ này thì chứng tỏ là rất may mắn. Không phải là riêng người dân Thanh Toàn mà ở các vùng biên lân cận, khi mà nghe Thanh Toàn tổ chức bài chòi là họ về. Họ về mặc dù ở trên Huế rồi họ thuê taxi về để họ chơi. Họ chơi rồi tối rồi họ thuê taxi lên. Họ rất là thích, nhất là những người mà lớn tuổi. Giống như đây là một cái niềm vui của họ vậy. Trong khi O Kiềm đang giảng bài chòi thì cách nhà O không xa, vạn bài tới của các mẹ trong làng đang trong lúc sôi nổi. Thì tiếp con này. Hầu. Sữa luôn ạ. Rồi, dây.
tư rồi mi. Dây đường rồi. Dây tay rung tới. Dây tay tới. Tới. Một hai ba. Bộ bài tới y hệt như những con bài chòi, chỉ khác là chúng không được dán trên những chiếc thẻ tre. Người ta nói rằng nguồn gốc của trò chơi bài chòi xuất phát từ bộ bài tới. Ầm rồi. Hột này, ga này, hương này, tuyết này, xe, nghèo này. Nghèo. Bộ bài tới ở Huế thì được sử dụng trong nhiều cái hình thức chơi, nhưng mà riêng khi mà được ứng dụng vào cái trò chơi bài chòi thì nó được nâng lên một cái tầm cao hơn. Bộ bài tới nó trở nên hấp dẫn hơn trong khi sử dụng hình thức ngồi trong chòi rồi có anh hiệu để mà dẫn dắt những câu chuyện và dẫn dắt người chơi, cũng như làm hấp dẫn cho cái tính cách của từng con bài, nó trở nên ý nghĩa hơn. Vào năm 2017, nghệ thuật bài chòi của các tỉnh miền Trung đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tuy cùng được vinh danh, song ở mỗi địa phương, bài chòi lại có những nét khác nhau. Cái điểm mạnh của bài chòi của Huế đó là tính cộng đồng. Tính cộng đồng nó được thể hiện ở cái không gian chơi. Thứ nhất là ở Huế thì chưa được xuất khẩu hóa nên là cái không gian cộng đồng vẫn là được ưu tiên nhất trong các lần tổ chức lễ hội bài chòi. Họ làm ruộng lao động mệt nhọc á, là đến cái một ngày Tết là giống như một cái lễ hội, thì họ là gọi như tổ chức là hò bài chòi để là gọi như bà con chơi là mua vui. Cái hay ở thế hệ của mình em nghĩ vẫn là những cái câu hò mang tính chất dân dã địa phương, liên quan đến những cái đời sống thường ngày của người dân địa phương. Những người lớn tuổi là họ đến, họ nghe hò là họ cảm thấy rất là thích thú, họ chú ý, họ chăm chú đến cái từng cái lời hò của cái người hò đó, là họ chỉ mong rằng đến công bài của mình, mà đến khi mà họ được một công bài mà hò đến công bài hò trên tay thì ôi họ mừng lắm. Họ mừng rồi họ cũng là vui rồi, có những người là phải nói cười rất là thoải mái. Chỉ có cái vùng Huế mới có, ví dụ như những làn điệu ca Huế hay là những làn điệu lý Huế thì được người chơi, được anh hiệu sử dụng hầu như là một cách rất bài bản, và nó đã làm nên nổi bật được cái tính cách của người Huế. Là cái khó nhất là đó là làm sao mà ho cho người ta thích thú và lắng nghe để thu hút được người chơi. Không chỉ người chơi mà những người khán giả xung quanh họ phải lắng nghe những cái ho của mình, và họ đang xa họ nghe là họ đã đi tới rồi. Điều là rất là nhiều điều, nhưng mà ăn thua cái lời khẩu của mình. Có những người là họ biết một điều là họ một điều là thôi, nhưng mà mình có thể là tạo ra nhiều điều. Mình tạo không khí để cho bà con mua vui. Bạc Dừa là người được phong danh hiệu nghệ nhân bài chòi duy nhất ở Huế. Bạc có tên thật là Trần Duy Đối, quê ở Thủy Thanh, nhưng người ta quen gọi bác là ông Dừa.
bài cửa mà nghe tôi hò con bài hò mà chờ đi chờ Ông Chừa là người hô bài chòi hay nhất Huế hiện nay. Từ Thủy Thanh, bạn được mời đi khắp nơi để lan tỏa tình yêu bài chòi. Vui, tiệc tới tiệc đồ vui, hò hò vui. Người tuổi già hôm xưa thì ưng chơi kiểu khi 12 tuổi ông đã đi theo bởi việc họ rồi, đi ông nội với ông già đi ra để mà đấm bài đấm đồ để giống gì nữa để mà mình học học quanh mình đấy là gì. Thứ nhất là việc của mình là họ đồ con, thứ hai nữa là về, thứ ba nữa là đưa linh, thứ tư nữa là họ giải gạo. Cái điều họ của mình là quê hương của Huế của mình đó, cho nên mình phải giữ những cái này hay họ nó cho bà con một tích à, rồi lâu là mình có thể là đặt ra một bề về, bề về gì mà hay loại về quê hương rồi mình họ tặng cho họ một cái bề về rồi nói về Huế rồi là họ thích. Ít ai biết rằng, lo sản xuất ra những con bài tới phục vụ cho cả trò chơi bài tới lẫn bài chòi của Huế lại nằm ở một ngôi nhà ở xóm Điền Linh gần phố cổ Bao Vinh. Tương truyền ngày xưa, những con bài tới cũng được khắc trên mộc bảng như tranh làng sình, sau đó được phết mực và in trên giấy gió, dán trên vài lớp bìa cứng làm từ gỗ tre để cầm chơi. Nay thì chúng cũng được làm theo công nghệ mới, tuy nhiên vẫn rất công phu, mà nếu không có nghề thì cũng không làm được. Hồi xưa là cái nghề này của ông nội ở để lại, ông cho học của ba mẹ. Rồi trong ông nội thì ông để lại có mấy ó về mấy bạc nó rửa làm, chứ lúc mấy thế hệ nữa mất hết rồi. Nên chúng mấy đứa em nó cũng biết làm, em con ó nó cũng biết mà đều bỏ hết không làm, chỉ còn bên nó đi duy trì. Cái nghề của ông nội mà nghe ông nội để lại rồi thế một đời của ba mình rồi đến mình nữa thì giờ mình kề để theo nghề chung vui giữ lại cái nghề truyền thống của ông mình. Xóm Đồn, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. Đây là một trong những địa phương hiếm hoi của Thừa Thiên Huế từ tổ chức chơi bài chòi vào dịp đầu xuân, chứ không đi thuê hội bài chòi Thủy Thanh về diễn xướng như một số địa phương khác. Ó con gái Xóm Đồn mà chẳng đi sao đành cho hương thương anh thì anh cứ cha đẻ báo cơm áo gạo tiền ôm ấm. Đây. Thôi, đi đi ông gửi cho cậu thì các anh các chị là nó cũng không bài bản lắm, nhưng mà có cái yêu cái trò chơi dân gian của ông cha mình ngày xưa để lại. Tôi nghĩ đây là trò chơi thuần Việt Nam. Tôi nghĩ là bài chòi là nó được nó sản sinh ra và nó phát triển á. Là ở trong cái tầng lớp lao động của chúng ta. Chà, có nghĩa là cái tầng giới mà thường lưu thì có lẽ cái hình thức bài chòi này nó không có. Năm nay đình không tổ chức, đến ngày hôm sau thì anh em mới bàn bạc, bởi vì thực sự mà nói anh em chúng tôi đây cũng là làm cái nghề lao động hết, cũng là đổi mặt về cơm áo gạo tiền, cái áp lực kế gớm lắm. Ngay cả tôi đến ngày hôm 9 rồi tôi vẫn phải còn đi làm việc, đi lao động để mà kiếm sống. Nhưng mà rồi thôi, anh em cũng hạ quyết tâm để là phục vụ cho bà con.
lá sơ tới đồ ái gặm nước tới dưa người dưa tam vắng mẹ chở chứ khi mô tới chứ mẹ cứ mai chứ mẹ giờ chứ mẹ ai giờ 2 giờ tới chứ đến mùa 11 giờ đêm nữa mà mẹ chở từ trưa chưa luôn vâng em mệt rồi mày bán rồi mẹ cái mày bán rồi chơi 17 vạn mà mẹ đứng dân 7 vạn 700 số 700 rồi vâng. Con ngủ mà cái tiền mà cứ chơi chơi dân thổng mỗi tự mẹ năm nay 70 tuổi đây mẹ tầm lắm. Một không gian khả lạ. Tối quá đã về dậy rồi. Báo trường ơi. Ngay tại ngã ba của xóm, trước biểu thơ xóm đồn. Ngay trên đường qua lại của cả phương tiện giao thông. Là theo tôi tham khảo những ý kiến của những cái bậc cao niên á, là ngày xưa cái hình thức bài tròi này nó gắn liền với cái thứ cái gọi là cái yếu tố tâm linh. Yếu tố tâm linh tức là trước khi anh khai trương cái bài tròi này anh phải cúng. Mình cúng á là để mình xin. Trước hết điều đầu tiên là mình xin là cho nhân dân ở trong khu vực này là coi như là bình an vô sự. Rồi cái thứ hai nữa mình xin ngài trên phò hộ để cho mình chơi cho thuận buồm xuôi gió. Cái này là luật lệ hàng năm của xóm tổ chức ra để mà cho trong xóm vui vẻ từ đêm 30 cho đến ngày mùng 5 và ngày mùng 6 và cùng xóm đó mua vui cho bà con ở trong xóm bằng một cái hình thức mà gọi là vui chơi giải trí đó cũng có ăn tiền nhưng mà có cái là nó không bao nhiêu. Hình tượng của những hình vẽ trên mỗi con bài tới cho đến nay vẫn là một ẩn số đối với người chơi cũng như các nhà nghiên cứu. Cái con nghèo và con quăng, con giòn gần như là biểu trưng cho những cái người lao động mộc mạc, bình dị và nhọc nhằn. Rồi có những cái con tự nó đại diện cho một tầng lớp kỹ thuật. Cái con ầm nó tượng trưng cho một quyền lực. Thì gần như là khi sang sẻ những bài này thì người ta cùng xem như là có thể là đợi chờ hy vọng mình bốc được một cái con bài nó tốt hơn để người ta suy chiếu để lựa chọn một con bài. Vốn là vùng đất kinh kỳ, Huế là nơi hội tụ rất nhiều trò chơi từ cung đình đến dân gian vào dịp Tết. Và bài chòi với những nét rất riêng của Huế là một di sản quý cần được giữ gìn và phát huy hơn nữa trong đời sống hôm nay. Hey, 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 hey,